Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe Tega Honda Beat 2020 mới nhất trong cái tháng 8 năm 2020. Dù vẫn chênh nhẹ so với mức giá đề xuất so với các tháng trước, nhưng giá của chiếc Tega Honda Beat 2020 mới nhất trong tháng 8 năm 2020 đang có một cái dấu hiệu là giảm giá nhẹ. Honda Beat là một cái dòng tay ga cực kỳ quen thuộc đối với người tiêu dùng ở Việt Nam, được đối tượng khách hàng gia đình rất ưa chuộng. Và phiên bản Beat 2020 hiện nay không chỉ có nhiều chi tiết hiện đại mà vẫn giữ được cái tính thực tiễn cùng với một cái cốp đựng đồ siêu rộng. Thân xe thiết kế thì thon gọn, ôm sát người lái. Phía trước có cái dải chữ V chrome cao cấp cùng với đèn quang LED. Các chữ trên chiếc xe được cách điệu nhìn cực kỳ đẹp mắt. Hệ thống động cơ XP thông minh cũng tích hợp luôn cái tính năng ED Stop giúp tiết kiệm xăng cho xe. Quan sát giá xe Honda Beat 2020 mới nhất trong tháng 8 năm 2020, giới khảo xe thị trường Việt Nam cũng cho biết đa số các đại lý bán cái mẫu xe này có mức giá chênh nhẹ hơn so với mức giá đề xuất. Tuy nhiên, nếu so với các tháng trước thì giá của chiếc Honda Beat ở một vài nơi đang có dấu hiệu giảm giá nhẹ. Để giúp các bạn xem clip với những thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá xe Tega Honda Beat 2020 mới nhất trong tháng 8 năm 2020 bên dưới như sau. Các chiếc Honda Beat 2020 phiên bản cao cấp có trang bị Spark Key, mức giá đề xuất là 40.300.000 đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội là 40.500.000 đồng, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 41.000 đồng. Honda Beat 2020 phiên bản tiêu chuẩn, mức giá đề xuất là 38.300.000 đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội là 38.700.000 đồng, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 39.000 đồng. Honda Beat 2020 phiên bản kỷ niệm 10 năm, mức giá bán đề xuất là 41.500.000 đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội là 41.600.000 đồng. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là 42.200.000 đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.